Với một lần nữa, các Tiger Banner hãy nhanh chóng đến với khu vực bút của Tiger Beer, chảo lửa bản lĩnh, để nhận ngay cho mình những lon bia Tiger mát lạnh và cùng nhau chia sẻ, cũng như cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội tuyển Indonesia trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được mời các Tiger fan của chúng ta có thể di chuyển đến khu vực màn hình chính hoặc di chuyển đến khu vực Tiger Go của chúng tôi để nhận những lon bia mát lạnh đến từ nhãn hàng Tiger Beer gửi tặng đến cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nhắc lại cuối chương trình, chúng tôi có chương trình Lucky Round dành cho quý vị. Thank you.
Liên đoàn bóng đá Indonesia thì xác nhận rằng là 48.000 vé thì được bán hết. Hai người cùng tra thông tin rồi. 750.000 tiền Indonesia là tương đương khoảng 1,2 triệu đồng. Từ ngày là khoảng 24 cốc trà sữa và 120 cốc bia hơi đấy. Kiếp rồi. Nhưng mà có cái giá vé mức thấp nhất là khoảng 100.000 tiền đô. Tôi dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đẹp luôn cái đây. Người đã vượt qua được chấn thương sức rồi để chiến đấu cho tuyển quốc gia Việt Nam xuất mạnh. Một đôi bạn vẫn rất giỏi, vẫn rất mạnh. Đây là anh Bin Tang này, một luồng gió mới trên hàng công của Indonesia được huấn luyện viên Shin Tae-yong gửi gắm ngày hôm nay. Được, có bạn Amat Diallo thì bạn có comment là mong Việt Nam thắng 4-3 như đối thủ của tôi. Những người đồng tin. Không biết là anh em phóng viên của ta ở trên sân thì có phải nút cái gì vào tai không? Lúc này trận đấu vẫn diễn ra khá giằng co, những cơ hội vẫn chưa được sự tới với cả Indonesia và Việt Nam. Sinh nhật nhưng mà thầy đang phải ngồi uống nước, chưa được ăn bánh sinh nhật. Quý phải thắng đã. Quý thắng với học trò lại úp mặt thầy vào bánh sinh nhật thiếu rồi. Vâng. Bằng cách là sưng tây đúng không ạ? Nhưng mà trông ngay sinh nhật thầy mà thầy hơi căng đấy. Mình thấy mặt thầy bây giờ chưa giãn ra thế nào. Căng đấy. Thầy sẽ chia sẻ tinh thần để chúng ta có thể nghe thầy cả lời phỏng vấn. Thầy bảo đây là hai trận đấu rất quan trọng. Dù là chúng ta đang đưa Indonesia 2 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng mà thắng trưởng ra trận này ít nhất là có kết quả, có kết quả tích cực trong hai trận đấu. Chuyển thành kết quả xã hơn.
thầy cũng khá tự tin. Hôm nay đây có nghe được cái phỏng vấn thì thầy bảo là sau khoảng độ hơn một năm làm việc thì tuyển đoàn Việt Nam thầy chắc biết là các cầu thủ chúng ta có đủ kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức và có thể sẵn sàng trận đấu khá căng này với tình hình xưa. Thank you.